Em xin chào tất cả quý bà con đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ. Dạ thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bà con. Số điện thoại cửa hàng qua số là 0858335778 ạ. Dạ rồi, thì tiếp tục hôm nay thì trong lúc đang đóng hàng nè, thì sẵn đây em làm một video để giới thiệu tất cả bà con mình cái bộ phun xịt cũng như rửa xe của dòng thương hiệu Mitsuyama. Mà cái vấn đề chính hôm nay không phải là giới thiệu về cái combo cấu tạo của nó, mà giới thiệu bà con mình cách lên cái bầu hơi cho những cái đầu xịt như thế này. Đó, đây bà con thấy ha. Đây là con Mitsuyama 599ACB. Đó, thì bà con mình đã theo dõi kênh YouTube của Thành Thịnh cũng như là những cái kênh khác trên thị trường á, thì bà con mình sẽ biết là Mitsuyama TL599ACB nó tức là cái dòng tự động ti sứ. Nhưng mà cái điểm ở đây bà con thấy á, nó không tự động nhưng nó là bầu hơi bà con. Đó, đây là cái vấn đề mà hôm nay muốn chia sẻ với mọi người. Có nghĩa là trong quá trình bà con mình sử dụng á, những cái mẫu đầu xịt tự động á, thì mình cảm thấy áp nó lên chậm á, do mình sử dụng thời gian dài hoặc là mình sử dụng cái dây phun xịt nó hơi dài á, 200-300m trở lên á, thì có cái hiện tượng là khi bà con mình khóa cái van rồi á, và ngắt súng ngắt cần á, bà con mình kéo qua cây khác, bà con mình mở súng hoặc là mở van cần lên, thì nó mất cái vài giây để nó mạnh lại được. Thì tương đương có nghĩa là một cộng dây 50m thì nó mất tầm khoảng 1 tới 1 giây rưỡi hoặc là 2 giây đó. Ví dụ là con mình xịt 4 cuồng là 200m thì nhiều khi nó mất khoảng 6-7 giây mới mạnh được. Nó nhiều khi bà con phun xịt cảm thấy nó chậm quá đi, nên bà con mình muốn sử dụng những cái bầu hơi như thế này cho nó nhanh đó. Nó thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu bà con mình cái mẫu nguyên cụm bầu hơi rời này, hoặc là một số bà con mình ở những cái vùng mà miền Đông á, xưa giờ mình quen sử dụng dạng bầu hơi rồi, nhưng mà nghe giới thiệu trên mạng dạng tự động này nọ á, nhiều quá đi, muốn trải nghiệm cái mình mua cái đầu tự động về, cái mình xịt cái mình cảm thấy nó chậm quá, mình xưa giờ mình quen cái dạng bầu hơi rồi, giờ xài nó không có theo ý mình á, thì muốn chuyển sang cái dạng bầu hơi như xưa giờ mình xài. Đó thì đây. Thì cái cụm bầu hơi này thì bà con mình sử dụng được trên đầu Mitsuyama cái dòng 599, 799 nha bà con, và cái dòng JD 520 và 525 nha. Nó là những cái dạng mà tự động mà con mình chuyển sang bầu hơi được hết. Và nó phổ biến trên 4 cái model em vừa nói á, là JD 520, JD 525, cái dòng ti sứ và ti nóc đều sử dụng được hết á. Và cái dòng Mitsuyama 599ACB, 599A hoặc là 799, 799A rồi ha, những cái dạng mà tự động á. Đây, cái cụm tự động như thế này bà con. Đó, thì bà con mình muốn chuyển sang cái dạng bầu hơi, đây là cái cụm bầu hơi, thì nó cũng rất là đơn giản. Nó có một cái thớt gắn bầu hơi nè, cái bầu hơi đồng hồ áp, một cụm cổ xả, và nó gắn cho mình hai cái van khóa inox của Mitsuyama nha. Luôn thấy xài hồi nãy giờ mà giờ mình mở van ra thì nó áp nó vẫn còn nguyên đây nè, nó đẩy đi ra ha, giúp cho cái dây xịt mình lên nó áp rất là lẹ. Đây, thì đây là nguyên combo em vừa gáp nha, tại vì hiện tại công ty nó chưa có về đủ bộ bà con, nó về rời từng món á, nên em đắp bộ như thế này. Sử dụng cái đồng hồ lớn nè, bầu hơi dày nè, chỉnh áp của Mitsu luôn ha, nó cái thớt của Mitsu luôn. Chỉ riêng cái phần này là sử dụng cái cổ xả của GC, thì nói chung là nó cũng không khác Mitsu cả bà con, chỉ khác cái màu thôi nha. Nên hiện tại cái này nó chưa được thì em lấy em bỏ qua, nó không khác gì cả, khẳng định bà con mình không khác gì cả, nó chỉ khác cái màu thôi. Rồi thì bây giờ em cũng test cho bà con mình xem ha, thì xem nó có hoạt động ok hay như thế nào ha. Trên cái đầu tự động giờ mình chuyển sang dạng bầu hơi, thì cụm này giá nó cũng rất là tốt bà con, để em cập nhật cái giá cho bà con mình ở trên video luôn ha. Rồi bây giờ bắt đầu em test nhé. Đang đóng hàng cũng hơi ồn mà con không cảm ha. Đây, một tay này khó. Đây, rất là mạnh nha bà con. Đây em đang test với nút áp tầm 60 ha. Đây, rất là mượt. Thương rồi ha, quá dữ rồi. Nó là trên 10 mấy mét.
khóa lại ha. Đây, khóa nó vẫn ok nha, nó không có bị rỉ đi xì cả ha. Đó, thì như em đã chia sẻ từ lúc ban đầu á, nghĩa là bà con mình muốn chuyển sang cái dạng bầu hơi sử dụng cho áp nó lên mạnh lên lẹ nè, nó có cái bầu tăng áp nè, thì sắm cái bộ này về đắp vô ha. Thì đơn giản là bà con mình về chỉ dặn hai ốc này ra nè, dặn con lục giác đây thì mình gỡ cái thớt này ra nè, nó chỉ có hai ốc rồi ha, mình định cái thớt này xuống dặn hai ốc vô thôi là xong, nó rất là đơn giản nha. Hoặc là bà con mình đang sử dụng dặn tự động mà giờ mình không còn phun thuốc nữa, mình muốn chuyển sang rửa xe á, thì mình mua cụm này gì mình bỏ vô mình sử dụng rửa xe ha. Nó rất là đơn giản, rất là tiện dụng ha. Rồi thì em xin cảm ơn tất cả bà con mình đã dành chút thời gian quan tâm cái cụm bầu hơi của Mitsuyama cũng JD đó bà con. Đây, tên này có JD 520 ha. Thì thật sự là JD với Mitsuyama là một bà con. Tại vì bà con mình thấy trên những cái chi tiết của đây nè, đây không? Của Mitsuyama vẫn đóng là JD 520 ha. Nó thật sự là hai con này chung một nhà máy, nó chỉ khác cái tên thương hiệu thôi. Và Mitsuyama thì nó tập trung chất lượng hơn nên đôi khi nhìn nó sẽ đẹp và nó nhỉnh chất lượng hơn xíu do thằng JD ha. Rồi, thì lúc trước cũng có một cái vấn đề chỗ này nó cũng hay bị lùm xùm một xíu bà con, có nghĩa là khi bà con mình nhận cái đầu xịt Mitsuyama về á, nhưng mà bà con mình thấy chữ JD 520 và 525 nè, cái bà con mình hỏi, bà con mình thắc mắc á, tại sao lại như vậy, có nghĩa là bà con mình đang trong cái việc mà nghi ngờ là kiểu như bán đầu này mà gắn đầu kia vô, nhưng không phải bà con, thực sự là hai con này là chung một nhà máy, cái tên nhà máy gốc của nó là Mitsuyama với thằng JD này là chung, nó nghĩ là chung bà con, nên cái linh kiện nó rất là giống nhau, nó sử dụng chung linh kiện luôn nè, đó. Nên thực sự hai con đó là như nhau thôi, chứ không phải là treo đầu dê bán thịt chó gì cả nhé. Rồi thì bà con mình có nhu cầu có quan tâm sử dụng cái cụm bầu hơi của thằng Mitsuyama cũng như là JD này thì liên hệ với Thành Thịnh qua số 0858 335 738 ạ. Rồi em xin cảm ơn, em xin chào ạ.